Chiến trường ca, quân tình nguyện Việt Nam bắt sống hai lính nữ Pol Pot. Điều lạ lùng khó tin sau đó. Quý vị và các bạn thân mến, sau này có nhiều người nói rằng chiến trường ca đầy thơ mộng, nhưng thực ra đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất, nơi cất giấu một phần thanh xuân của rất nhiều thanh niên Việt Nam. Tại chiến trường này có rất nhiều những câu chuyện đặc biệt. Ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về một trong những câu chuyện đặc biệt đó. Chở nước về rừng Tà Xanh chạm địch. Vào đầu tháng 3 năm 1979, sư đoàn 10 quân đoàn 3 trên chiến trường Ca chiếm được cửa khẩu Pai Lin và giao lại cho sư đoàn 5 quân khu 7. Sau đó, sư đoàn 7 vòng về truy quét xuống hướng nam đường số 10. Tại đây, tình hình trở nên khác thường khi bộ binh và xe tăng địch liên tục phản kích, gây cho ta nhiều khó khăn. Trinh sát của quân đoàn đã luồn sâu sau hậu phương địch, phát hiện Tà Xanh là một căn cứ lớn của chúng nằm trong dãy núi Kravanh hiểm trở, cách biên giới Thái Lan độ 20 km. Xác định đây là nơi có nhiều cơ quan trung ương của chính phủ Khmer Đỏ, cùng với nhiều kho tàng phương tiện kỹ thuật, trung đoàn 866, sư đoàn 31 khi đó đang tiến hành truy quét địch ở khu vực núi Hồng, tỉnh Siem Reap thì nhanh chóng nhận được lệnh chuyển lên Bát Tam Bang nhận nhiệm vụ đánh Tà Xanh. Hôm đó là ngày 19 tháng 3 năm 1979, xe chở trung đoàn đổ quân tập kết tại Căng Hót bên bờ sông Kompangko, theo bản đồ cách Tà Xanh độ 40 km. Tại đây, đại đội 7 đã tiến hành gom giữ một toán dân từ Tà Xanh vượt ra, dẫn về giao cho dân vận cấp trên. Trong số dân có chị Sophie. Chị cho mọi người biết, từ Căng Hót vào Tà Xanh chỉ là rừng khộp, suối cạn không có nước, và chị đã tình nguyện dẫn đường cho đại đội 7. Đến chiều ngày 24 tháng 3, các đơn vị theo trinh sát hành quân luồn sâu. Đại đội 7 đi đầu, kế đến là chỉ huy tiểu đoàn. Lần này mọi người phải mang vác khá nặng. Ngoài hai cơ số đạn lương thực thực phẩm đủ dùng 10 ngày, cả quân ta còn phải mang theo nhiều nước đựng trong các bình tông 5-10 lít. Trung đoàn cũng chuẩn bị 5 xe ô tô chở 100 phi nước đi sau tiếp ứng. Đi được vài cây số, bất ngờ quân ta gặp chốt của địch. Chúng có lực lượng khoảng một đại đội tăng cường. Khi đó, chúng đã chờ sẵn ở đó và để quân ta đến gần. Chúng lập tức dùng khẩu 12,7 ly và các loại hỏa lực bắn một cách điên loạn. Sau là đạn đầu, phía ta có 4 trinh sát trúng đạn đủ cục. Trung đội trưởng trung đội 7 tên Lệ đã bị thương vào bụng. Một số anh lính khác dính mảnh B-41 đành phải rút lui. Số còn lại vẫn cố gắng bám trụ nằm tại chỗ bắn trả. Đại đội trưởng Thao đã lệnh cho đồng chí Lê Tài dẫn một trung đội vòng phải. Đồng chí Lê Tài trồm dậy dẫn trung đội 8 lùi lại một quãng, rồi vòng lên đánh tạt sườn chốt địch. Lúc này cối đại đội và tiểu đoàn vẫn đang bắn địch. Đồng chí Lê Tài cùng với đồng chí Huỳnh bên liên lạc tiến được quãng 30-40 mét thì dừng lại sau ụ mối để quan sát. Đồng chí Vinh, xạ thủ B-40 cũng dừng ở ụ mối bên cạnh. Bất ngờ, khẩu đại liên của địch cách khoảng hơn 100 mét quét một đường dàn dạt. Anh Vinh trúng đạn vào tay trái gục xuống kêu lên. Nghe thấy tiếng anh Vinh kêu, đồng chí Lê Tài bảo anh Huỳnh chạy sang băng bó giúp. Khi đó anh Huỳnh đang ngập ngừng vì khẩu đại liên của địch vẫn đang bắn. Đồng chí công y tá thấy vậy liền chạy tới kéo Vinh vào sau ụ mối để băng bó và dìu chạy về phía sau. Đồng chí Lê Tài phát hiện ra đường đạn của khẩu đại liên không đổi nên đã trèo lên đỉnh ụ mối, vạch cây để quan sát. Thế nhưng anh vẫn không phát hiện được địch ở đâu. Anh Lê Tài liền vẫy anh Tường, trung đội trưởng cho anh em vận động tiếp. Sau khi truyền qua hai ụ mối, chuẩn bị đến ụ thứ ba, Tài giật mình khựng lại. Thấy cách khoảng 5-6 mét xuất hiện một tên địch đang quỳ ra bụi cây, chĩa khẩu AK về hướng đồng chí Tưởng. Anh ngừng bắn và chĩa súng hô. Lắc tay lên! Nghĩa là giơ tay lên. Tên địch nghe thấy hoảng hốt ngoảnh lại buông súng, sợ sệt và giơ tay lên trời. Lập tức anh Lê Tài gọi mọi người vào trói tên địch lại. Anh Huỳnh xông vào không trói mà lại cầm cổ áo hắn lôi xình xịch đến mức quên cả nhặt súng. Cả ba chạy về sau ụ mối to, an toàn. Anh Lê Tài bảo anh Huỳnh dẫn tù binh về tiểu đoàn, nhưng anh Huỳnh từ chối, do anh Huỳnh vẫn sợ phải đi một mình. Anh Lê Tài nói, mày kéo hắn chạy trước, tao chạy sau bảo vệ cho nhanh. Sau khi đưa tên tù binh về giao trực tiếp cho anh Côi, tiểu đoàn trưởng, họ cùng quay lại chỗ cũ. Lúc này trời đã nhập nhoạng, cả hai bên im lặng. Chỉ có khẩu 82 của tiểu đoàn thi thoảng bắn cầm canh. Mọi người dừng nghỉ chân tại chỗ.
trung đoàn lệnh vòng tránh chốt địch tiếp tục luồn sâu. Câu chuyện bắt sống hai lính nữ Pol Pot, điều không thể ngờ. Đến khi trời tối hẳn, khẩu 12,7 ly của tiểu đoàn bắn mấy loạt đạn dài, nhưng phía địch lại không phản ứng. Đồng chí Phúc, một người quê ở Quảng Bình đã bỏ súng B-40 lại và bò lên lần lượt vác thi thể của các tử sĩ về ra cho vận tải. Sau khi giải quyết thương binh và các tử sĩ xong, tiểu đoàn thu quân bỏ lối cũ quay lại tìm đường mới. Khi này, đại đội 7 vẫn tiếp tục là những người dẫn đầu đội hình. Đêm tối mù mịt, mọi người cùng nhau mò mẫm đi trong rừng khộp. Vì đi theo góc phương vị mới và rừng bằng phẳng lại không có điểm chuẩn, nên các trinh sát của ta cũng tỏ ra khá lúng túng. Nhiều lần họ đã phải dừng khá lâu để nghiên cứu bản đồ. Anh cô khi đó đi sau phải xác định góc phương vị, truyền lên cho trinh sát soi đường. Đến gần sáng, cả đoàn đang đi thì bỗng phía trước nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch, chạy đến mức cây bị xô dàn dạt. Lính thế vậy nhanh chóng nằm dạt xuống. Ngay lập tức đã có người nhanh tay bắn một quả B-40. Tiếp đó cối C-8 cũng bắn hù họa mấy quả. Nhưng sau khi bắn xong, nằm mãi lại không thấy địch phản ứng. Trinh sát truyền xuống rằng đó là đàn bò, không phải là địch. Nghe vậy mọi người mới thở phào. Đến khoảng 6 giờ sáng, khi sương đã loãng dần, cả đoàn đi qua một bãi nghi là có dân ở bởi dấu vết vẫn nóng. Thấp thoáng phía trước có mấy người quần áo đen vừa chạy vừa quay lại bắn vào quân ta. Trinh sát thấy vậy liền nổ súng bắn trả. Lính đại đội 7 cũng bắn theo nhưng lại không trúng. Khi đó, rừng khộp mùa khô sơ xác, tầm nhìn mấy trăm mét không vướng, tốc độ hành quân cũng nhanh hơn. Khoảng 8 giờ, tiểu đoàn triển khai đội hình áp sát Phung Son Nhoe. Lúc này, trung đoàn đã điều tiểu đoàn 3 có tăng cường thiết giáp đánh chiếm chốt địch và diệt được nhiều tên, tạo điều kiện mở thông đường cho khối xe trung đoàn hành tiến. Tiểu đoàn nhanh chóng chiếm được Son Nhoe. Tiểu đoàn 3 chiếm xong, mục tiêu cũng hành quân về đây để tập hợp. Vì quá vất vả nên mọi người đều thấm mệt và đói, liền lăn ra ngủ. Sau khi ăn cơm trưa xong, tiểu đoàn 2 được tăng cường thêm 4 chiếc M113 tiếp tục hành quân về hướng Tây Nam. Đang đi, một con hoãng chạy ngang giữa đội hình đại đội 7 đến sát đường đứng nhìn ngơ ngác. Không dám bắn vì phía dưới là lính đại đội 6. Kể mà bắn được thì phía ta cũng có được một bữa đầy chất đạm đấy. Còn hoãng liền vùng chạy xuyên qua đại đội 6 vào rừng. Đi được gần chục cây số, đoàn hành quân thấy phía trước bụi mù. Đại phó Lê Dũng vẫy lính tản ra ẩn nấp. Hóa ra là mấy chiếc xe bò đang tiến đến, theo sau là nhiều người. Khi cách chưa đến 200m, tốp đi đầu của chúng đã nhanh chóng phát hiện ra ta nên liền dừng lại nổ súng. Anh Thao liền hô: "Địch đấy, địch, bắn đi!" Cả đại đội liền đồng loạt bắn. Những quả B-40, B-41 nổ dưới đất, trên cây trùm đội hình địch. Nhưng cũng có quả bay vọt lên trời đi hút tầm nổ. Địch thấy thế hoảng loạn bò chạy vào rừng theo hướng núi cao trước mặt. Quân ta liền đuổi theo, vừa chạy vừa bắn. Mấy chiếc M113 tăng tốc vừa chạy vừa quét 12,7 ly, bỏ đường can vào rừng, đuổi địch vào tận núi rồi quay ra. Khi đó, đồng chí Lê Tài liền đi về chỗ tập trung nơi lính đại đội 7 đang vây quanh hai lính nữ địch bên cạnh xe thiết giáp. Hai tên lính nữ Pol Pot này đã bị xe M113 đuổi kịp, bị anh Phúc, trung đội phó và anh Quảng, tiểu đội trưởng bắt sống. Theo phiên dịch thì một người là đại đội phó, còn người kia là y tá. Một anh lính chĩa súng dọa hai người. Không ngờ đại đội phó của địch liền mở toang cúc áo, phanh ngực và thách thức bắn. Lính ta thấy thế liền cười ầm lên, quay lại trêu chọc nhau. Hai nữ tù binh đã được giao cho tiểu đoàn. Sau đó đơn vị tiếp tục hành quân theo đường lớn. Ở khu vực này có vẻ đã có những cơn mưa trái mùa chút xuống, rừng nhìn như tươi tỉnh hơn. Dưới mặt đất đã bắt đầu có màu xanh của những mầm le lau và cỏ. Ở đoạn có dãy núi bên trái, dấu bánh xe ô tô địch chạy vào đó dày đặc. Đi thẳng thêm mấy km nữa, cả một con suối nhỏ, nước róc rách chảy vào một cái ao lớn đầy bèo. Bên kia là một phum nhỏ bỏ hoang. Mấy chiếc M113 phía sau chạy lên bắn 12,7 ly và cả DKZ và những bụi cây bên kia suối. Trinh sát vượt sang, báo về là không có địch. Tiểu đoàn liền dừng lại. Hậu cần liền triển khai nấu cơm. Hai người nữ tù binh nữ không hiểu dọc đường bộ phận dân vận tỉ tê thế nào mà đến đây thấy cười toe toét. Đã thấy còn rắn tay cùng nấu ăn với anh nuôi của tiểu đoàn bộ, cứ như người nhà mình ấy. Hai người này như đã quên thân phận tù binh, vô tư trở lại với công việc thường ngày của người phụ nữ. Mới cách đó hơn tiếng đồng hồ, hai bên đang là kẻ thù nã súng vào nhau, giờ lại thân thiện như bạn bè.
Đến sầm tối, đoàn xe chở nước của trung đoàn bộ cũng vừa tới nơi. Chỉ huy phát lệnh cho lính lấy nước tắm. Thực tế là 100 thùng phi nước không cần dùng vì vùng này có rất nhiều nước, không khô hạn như bà Sophie trước đó nói. Khi ấy tắm là thứ xa xỉ trên chiến trường ca, nên nhiều người không cần bận tâm mà trả ni lông nằm nghỉ chờ cơm. Đặc biệt hơn, vào sáng hôm sau, hai nữ tù binh còn khiêng hai can nước to tướng, vừa đi vừa cười đùa với lính tiểu đoàn bộ trong đội hình hành quân, như thể đã được biên chế vào quân ta vậy. Một sự thay đổi nhanh chóng, lạ lùng khó tin. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh không liền là thế, nhưng người Việt Nam ta chỉ giết bắn địch trong trường hợp bắt buộc. Chúng ta luôn đối tốt với tù binh. Có lẽ chính sự giản dị, chân thành, mộc mạc của các anh chàng lính của ta đã cảm hóa được hai nữ tù binh Pol Pot. Cũng giống như trong kháng chiến chống Mỹ, rất nhiều tù binh Mỹ đã cất Việt Nam ở trong tim của mình. Các bạn vừa theo dõi Chiến trường ca, quân tình nguyện Việt Nam bắt sống hai lính nữ Pol Pot, điều lạ lùng khó tin sau đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số tiếp theo của Chân dung lịch sử. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.